xin chào tất cả mọi người nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã quay lại video của Tiên. Hôm nay Tiên sẽ làm một cái video đi đập ké nha mọi người. Thì ở ngoài Tiên đi đập ké thường là sẽ có một tấm lưới để đi dê về giăng lưới lại đập nha. Thì để biết chi tiết hơn thì xin mọi người theo dõi video để xem hôm nay Tiên sẽ đập ké cùng với anh em nó như thế nào nha. Đây, hiện tại thì ba anh đang có đem lưới về để đập ké. Hôm nay Tiên với các anh em thì đi giăng ké suốt nha mọi người. Đây là hai anh của mình sẽ đi về để thăm dò ké. Ké này thì nó không có lớn, nó đồng ngón tay cái thôi mọi người. Thế để mà bắt ké này thì còn đi 6-7 người sẽ giăng lại về lùa ké về. Thì ở ngoài Tiên muốn đi đập thì cứ việc xách cái mắt nẹ này về là theo đi là có phần nha mọi người. Biết lỗi này. Rồi sẽ sẹn lưới về để đi về tìm ké. Rồi giờ mời mọi người theo dõi video để biết chi tiết hơn anh em bắt ké xuống như thế nào nha. Nước đứng ở này khá là cạn, thủy triều đang có giúp đó mọi người, cho nên đi cũng khá là dễ nha. Hôm nay thì không có đập ké gì nhiều, đập ké suốt nha mọi người. Ké suốt nó tựa như ké mai vậy, làm gỏi cũng rất là ngon. Hy vọng có nhiều để quay cho mọi người xem. Có điểm ké nằm cách bờ cũng khá là xa nha, tầm khoảng 100 mấy mét đó mọi người. May mà thủy triều rút, chứ không thì bơi cũng mỏi cái chân. Nói chung đi đập này cứ biết lội, theo đi là được hết nha mọi người. Khu này là sò ta tượng bảo tồn nha mọi người. Nói chung hiện tại ở ngoài Tiên đang có bảo tồn đó mọi người, cho nên đây là đồ quắc cấm, không có được bắt phé nha. Giờ thì đi về để ví cái suốt thôi mọi người. Hiện tại thì để về tới cái chỗ ké nó hay đứng rồi. Ở đây cái hay đứng là cứ chiều mát là nó sẽ về rồi. Nó để đứng bắn nha mọi người. Một đàn rất là nhiều. Giờ phải chia về để tìm thử gặp ké không. Giờ để gặp ké rồi, giờ anh em đang có chuẩn bị bao vây để giăng ké suốt nha. Mọi người theo dõi để biết hình thức anh em giăng ké như thế nào nha. Đây. Lưới sẽ chia ra hai người, một người cầm một nửa, 20 sải thì sẽ chia ra một người 10 sải để giăng ké về theo hình chữ C. Đây là cái vòng cung. Vòng cung sẽ là một cái tùng. Cái tùng ké đó sẽ ra tâm điểm. Yeah.
Giờ sẽ chia dê hình cung nha mọi người. Sẽ gọi em giọt bây giờ sẽ lùa cái gì đây. Đây. Một mẻ lưới đã được lùa nghe rồi. Chăng chào. Giờ anh em lại tiếp tục quay miếng mới nha mọi người. Cái suốt thì nó không có lớn to nữa đâu, như vậy là hết cỡ rồi. Một tròm cái chìa vôi nha mọi người. Lưới này thì cái chìa vôi to nó sẽ xé lưới, cho nên sẽ chờ lấy một tấm lưới dài hơn để lấy cái chìa vôi. Tắm biển buổi chiều này cũng mát nha mọi người. Oh, my God.
Được rồi, một tròn cái chiều voi nha mọi người. Đủ mồi nhậu bài luôn đó. Rất là mực. Sống lưới này gỡ ké. Được rồi, 5 con 6 con. Giờ cứ xổm lưới lại, mọi người theo lưới, mọi người gỡ lưới cho đỡ bị rách. Rồi giờ anh em sẽ đi tìm cái suốt để hủy cái dơm này, là mắc xui gặp một chòm này thôi chứ không có chủ yếu để hủy cái dơm nha. Đây mọi người, giờ để gặp ké rồi anh em, rồi tiếp tục ra ở sau cái đít bò bò đó. Răng lưới về có một cái trùng thì anh em sẽ chia về để loại theo hình cung để đi cướp nhờ một lưới thì bùi răng xong rồi về luôn là vừa. Xổm lưới tìm cá tiếp. Nói chung là kiểu này có theo bữa chúng ta phải, bữa nào cũng có nha mọi người. Đó thì kết thúc hôm nay không khó nha mọi người. Nó để giờ đi rồi, có lẽ là có ngư dân khác để đập nó để bị động lắm mọi người, cho nên không có cái suốt. Nói chung thì nay thất thủ rồi mọi người,
Đây thì cái con ké này nó không có lớn nữa nha mọi người. Đây là ké suốt. Nói chung cái tấm lưới này để bắt ké này thì chỉ dành cho lại ké này thôi, chứ đập ké to thì không có được. Mọi người coi cũng đừng có hiểu lầm là ké nhỏ vài sao lại bắt nha. Thì đây là hình thức cái con ké suốt, nó chỉ vậy thôi. Lớn cỡ này là nó hết lớn nữa rồi. Nó đẻ xong thì nó sẽ chết nha mọi người. Quy trình của nó là như vậy. Cho nên nó ép vào lòng thì người dân rất là tranh thủ để bắt. Để nó đẻ xong thì nó sẽ dời đi. Nếu mà ai có lưới muốn đi đập thì cứ việc cái mặt nè này biết lội, biết bơi là có thể đi được ngay. Đấy. Còn chào những ra khá là đẹp luôn. Đây, giờ anh em sẽ đi vô nha mọi người. Nói chung nay cũng thất thủ rồi, để không khác thì có bữa có bữa không. Video này Tiên cũng giới thiệu đến cho mọi người hiểu rõ hơn. Nói chung nếu mà bữa nào cũng có thì khó phải nói ha mọi người. Nay thì thất thủ. Nói chung thì đủ một số mồi nhỏ thôi, chứ không có nhiều. Nói chung ké ít thì thường thì anh em sẽ không có lấy để cho phần lưới nha mọi người. Nói chung gieo cho chủ lưới. Nhưng mà hôm nay thì anh em sẽ để lại để nhậu. Có lẽ là làm món gỏi ké suốt để nhậu đó mọi người. Thì đây là ké dơm. Ké dơm này thì nướng mọi cũng nhức nách nha mọi người. Đây, cuối cùng thì ké để rửa xong tầm 1,5 kg ké suốt đó mọi người. Ké này làm gỏi thì ăn ngon lắm mọi người. Còn đây là ké dơm, chắc có lẽ là nướng mồi. Rồi một tí sao anh em mới vừa đi đập về sẽ nướng nhậu, không biết một tí làm món gì. Nếu có nhậu thì Tiên sẽ quay anh em làm món thử món này như thế nào cho mọi người xem. Giờ thì Tiên xin tắt video.